kế tiếp với lại cái bài của Hội Nghị Dân Hồng là bài Bạch Đằng Giang. Mà tại sao Trúc Hồ biết là cái bài Bạch Đằng Giang nó, chị nhớ hồi nhỏ chị đi học tiểu học á, thì có nói Bạch Đằng Giang, thì có nói về các ông ngày xưa như ông Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, rồi ông Ngô Quyền. Có những cái trận đánh mà lúc đó mình học, mình nhỏ lắm, mình không có hiểu rõ, nhưng khi mình bây giờ lớn lên, mình qua đây mình mới thấy rằng tại sao đất nước mình có những người quá thông minh như thế. Chiến lược rất là hay. Cái sở dĩ em lựa bài Bạch Đằng Giang trong thời gian này là bởi vì nhắc nhở chúng ta trận Bạch Đằng Giang là trận chiến thắng mà ông Ngô Quyền, ông đã thắng và chấm dứt 1.000 năm nô lệ giặc Tàu để mở một cái trang sử độc lập cho người Việt Nam của chúng ta. Và sau đó cũng ngay tại Bạch Đằng Giang thì ông Trần Hưng Đạo cũng đã chiến thắng thêm một lần nữa bằng cái chiến thuật như vậy. Bài Bạch Đằng Giang cũng là của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Mai Văn Bội, Nguyễn Thành Nguyễn và hòa âm Sĩ Đan. Xin mời quý vị thưởng thức bài nhạc Bạch Đằng Giang. Quân Tây Ma, kia quân Trần Quốc Tuấn.